Thấy chưa, thấy chưa? Cái bé nào? Thầy đừng có, ơi, bé bé càng to ra đi. Vậy bây giờ. Ui, không ạ? Ui, con sóc. Ôi, ôi, cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chú Quân xin chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thưa bác anh chị, cái thức phim hôm nay thì sẽ là cái thức phim mà rất là tối rồi các bác ạ. Hiện tại thì cháu Lực với em Quân là đang chuẩn bị thêm là một cái sọt này và thêm là một cái xô nữa để mà mấy anh em sẽ đi xuống anh kia xem là có bắt được một chút cá hay là một chút tôm là không. Mọi lần thì em Quân hay chia sẻ với cháu Lực rằng là những công việc này này của các bác này thì em Quân cũng đã đi để mà lấy đi bám đấy các bác. Thì cháu Lực muốn trải nghiệm cùng em Quân buổi tối nay xem là em sẽ thu hoạch được cái thành quả là bao nhiêu. Quân thì có đi xa không? Cũng đi hơi xa đấy. Đi hơi xa thế là ăn cơm tối xong là em mới đi à? Thế là bây giờ là ông bà với lại để ý là ăn cơm hết đúng không? Thế là Quân là bây giờ đợi anh nhá, anh lấy bó lim cho cho Hiếu đó. Không biết là giờ này là Hiếu với lại bà thì đã ngủ chưa? Hiếu ơi, đây lim không? Lim không? Lim không? Lim không? Nào, khoanh tay chào con các bà cái này, quay tay. Con chào con các bà. Rồi đây chú cho một gói lim nhá, ở nhà nhá, ở nhà đợi chú với lại anh Quân nhá. Rồi đi về đi, bye bye ông bà. Rồi bé Hiếu ở nhà đi. Đi ngủ sớm nha, mai đi học nha. Lấy điện thoại đi cướp. Điện thoại đi cướp à? Đúng rồi. Không à, chúng sẽ bị ướt điện thoại đấy. Hay là em Quân là mang điện thoại đi cướp đã rồi thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là đi trải nghiệm xem là buổi tối nay xem là cái thành quả của em Quân được bao nhiêu. Nếu mà được nhiều thì một tí nữa cháu Lực sẽ mua lại của em Quân các bác nhé. Hiện tại thì em Quân đang không ở gần thì cháu Lực gần nói nhọc thôi. Nhưng mà có ít thì một tí anh em sẽ gọi là làm ăn thử luôn các bác ạ. Tại bây giờ thì đợi em Quân chút đã, cầm mà xô cái này quần áo đi, sắn quần cao lên thì mới đi được. Hay buổi tối thì cháu Lực hay lựa chọn là cái đôi dép mà này để mà đi được các bác này. Và thật sự ra mình cũng được là chị Nguyệt Thúy, hai chị Nguyệt Thúy là gửi cho cháu Lực là những cái đôi giày để mà cháu Lực đi lên trên bản đấy các bác. Đấy nhưng mà có hôm trời nắng thì cháu Lực mới đi được, còn trời mưa thì không có đi được các bác. Đi một ngày về là giặt tầm 2-3 ngày thì mới khô được. Quân này đi đôi dép này đi à? Cho anh cái này đeo được nhá. Đấy, Quân là cầm như thế này nhá. Đợi anh đã Quân ơi. Thường thường là đi lấy những con gì? Lấy con cua với lại con lươn nhỏ. Cua với lại lươn nhỏ à? Đi theo cái khe cuối bên kia đúng không? Ô, nhưng mà một có lấy cái vật đấy rồi, vất rồi nhỉ? Đèn pin của ông bà thì có đang rất là nhỏ, hiện tại thì ông bà là đi ngủ rồi, cháu Lực với lại Quân là đi ngủ. Cái Quân là buổi tối là thường thường là đợi ông bà đi rồi thì em mới ông bà đi ngủ rồi em mới đi à? Hôm nào mà bắt được nhiều nhất thì được tầm độ bao nhiêu tiền? Được bao nhiêu? 50.000 á? Cái xe này à? Có vẻ như là cái mùa này của bác này đang vào cái mùa mưa ấy, cho nên là có ếch nhái kêu rất là nhiều.
Đây thì có vẻ có rêu rất là nhiều rồi nhỉ. À. Hay con à? À, lên bé. Lên bé à? Ở đây đây con cái nhỏ nhỏ. Nhưng mà con này nó chui vào bùn rất là nhanh con ạ. À. Con bé quá anh ạ. Hả? Nhưng mà bé quá đi, thả đi. Con này, con này, đây, con này to này. Như con này lấy không anh? Thôi thôi, con này thả đi đây, con này to 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 này. Thấy chưa, thấy chưa? Thấy chưa, thấy chưa? Thấy chưa? Nào này, đây 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 đây, cái con đấy, đấy cái con chứ nó quay lại đâu ấy. Đây rồi, rồi. Đấy, được à, một con bé tí nữa có băng. Cái này, cái này là cũng bằng ngón tay thôi. Con đứt cũng bằng ngón tay thôi à? Ừ. Sao này nó sâu quá, nó không lấy được đâu. Sâu quá. Ơ đây cả quần này, đường một con mà ớt đây là quần này. Ở đi. Thế là đi theo cái cuối nào ấy? Cuối nào? Rồi. Biết cái con, một loại cá chả biết tên nó là gì. Đầu nó to. Đầu to à? Rồi, đuôi nhỏ. Ừ. Úi dồi, con đấy, con đấy. Con này có vẻ như là con đường này đi á. À, rất là quen thuộc của các bác ạ. Khâu đấy anh ơi. Thôi sau à? Ờ. Thật nhá. Sâu quá. À, sâu quá con ạ. Thì có một con cua nhưng mà nó phi vào hang quá rồi. Cái này đục quá anh. Nó đục quá. Ui dồi, chỗ này sâu quá, làm sao mà lấy được. Từ từ nhá. Thế là đi. Đem được hai con ốc. Ốc gì á? Ốc đen. À. Cái ốc mà tí mà được nhiều thì chúng ta bắt đi nhỉ. À đây này, ốc ốc này. Có phải con này không nhỉ? Cái này Quân? Con màu đen đấy phải ạ. Nhưng mà nó vẫn là màu đen này. Nhưng mà nó thuộc dạng này kiểu khác khác hay sao ấy. Dạ mình vừa đi thì vừa hái thêm cái dâu này. Đây dâu này. Dâu này lắm anh ạ. Dâu rất thơm này. Hay chim à? Hai con, hai con to. Nhưng mà mới ngon, mới con đi một một hướng thì sao sao sao? Đấy. Em đây 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 sao đây 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 ôi bốn con, bốn con à, ôi nhiều lắm rồi, thế đi thế đi từ đây ôi nước đục, nước đục đến đây rồi, đừng 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 không cứ việc kia nước đục thì kệ nó đi. Đây 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 có đây, có đây, đây 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 to đây, đây to hơn đây, con này cũng to đây, con này to mày không ui không được, quay quay em đi, quay em đi, quay em quay em quay em. Nó đi vào bùn hết rồi. Nhiều lắm nhờ, không bắt được không bác ạ? Ừ, nhưng mà... Đây, đưa đây, đưa đây, đây. Cầm súng bắn, cầm bắn, đây. Nhưng mà... Có súng bắn cá thì được rồi. Đưa anh đây. Đưa anh đây, đưa anh đây, đưa anh đây. Xem có không? Ừ.
bụt nhiều quá. Cầm 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 sâu cầm sâu cầm sâu cầm sâu cầm sâu. Ồ, nhiều quá rồi. Bởi đây anh, bởi đây anh, bởi đây anh. Sao không được cái gì đi ra thằng khác nha. Phải con gì á? Em cũng không biết. Lại cần đấy cũng nhiều lắm. Đây, đây. Đây lá cây nhỉ? Lấy hẳn ra bên này đi. À, lá cây thôi. Ở đâu? Nó chui đi xuống đất hết rồi. Không có con này. Chui được một con anh ạ. Đâu? Nó trúng bình. Được rồi, được rồi, được rồi. Đây đừng một con. Đây bật mái thì mới được một con cô bác ạ. Vậy như khó rồi, nó chui đi hang rồi. Vâng. Chắc là trong này có hang rồi. Nghe mình chụp hang. Đấy xuống cua đây nhỉ. Con gì á? Cũng được con giống như lúc đấy của anh. À. Bắt đấy anh thôi chết. Có cua thôi. Cua rồi đấy, ra phải hang đấy đâu. Cua hang này xấu quá. Hang này xấu quá. Hang này xấu quá không được không? Có cua nhiều ấy nhưng mà nó chưa ra khỏi hang ấy. Ừ. Này thì chắc là Quân cũng hay ra đây bắt nhiều rồi. Thì ra là cũng không có bẫy được cô bác ạ. Cái này thì chắc là không nhìn thấy được. À, cua đây, cua đây, cua đây, lấy lên sau đây, cua đây. À. Theo, 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 theo. Theo. Sao nhé? Ôi, 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 ôi. Được không, được không, được không? Không biết rồi. Vừa anh nhấn chúng đấy, anh vừa giấm cho đấy chuột, chuột đấy. Cô cua đâu?
Đâu ơi, cái đấy có không? Đến buổi tối của bác Quân không đi đâu làm được cái gì ấy, thì đi ra suối để mà bắt ra những con cua mà ếch để bán. Nếu mà Quân bắt ếch to thì là đi đi vào trong ruộng à? À. Này, khen sâu đi. Hút cao đấy. Hả? Cái này hút cao đấy. Cái này cao à? Ừ, nó khó đấy. Ui. Ui, cao đi. Như này đi. À, ừ, đúng rồi, đúng. Ui, cái nào cao đi. Cao quá. Cái xuống đâu. Ui. Ui. Đi xuống đây, à được rồi. Người đá. Người đá là người đó cua. À, đây có một con. Nó vẫn là trong lúa. Nó mới trông đúng không? Vâng. Nhưng mà khó lắm, trông đúng không? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Cái tay à? Tay đường ơi, bé bé càng to ra đi. Tay đường một con cua to rồi các bác này. Đi nữa không có bòi này. Xuống đây mình kìa. Đây này, khuôn khuôn này, to quá, to quá. Ui, bây giờ. Ui, số không ạ? Thật nhá. Thế là được à, hai cua đấy. Cua này tầm là, tầm giờ này đang bắt đầu mổ ra khỏi hang rồi các bác ạ. Con ngụy trang rất là giỏi đấy, những cua ấy. Quay con nào mà đen đen thì gặp đúng là anh em chủ sống của cô bác ạ, cua ấy. Cầm cho nó chắc chắc một chút cô bác, thành quả thì được hai con cua với lại thêm mấy cá rồi chứ nó đổ đi. Cái này mới bắt đầu ứa thùng đấy. Ui, con sóc. Chưa. Thấy vừa xuống này mà nhỉ?
chuột thịt cứ làm nhỏ một chỗ này. Ủa đây có một con cá. Đâu 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 đâu. Ai thôi thôi. Bình tĩnh. Ôi. Đâu à? Về. Vẫn nhìn thấy đâu à? Đây 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 đây. Ừ, mà con cá kìa. Chạy chạy không? Lúc miếng. Đi tìm cua lấy đau lưng nhỉ. Ngon. Đang đây là tìm cua rất là đau lưng. Ôi lô. Đi xem chỗ này cua đâu hay hay nằm ở đây. Ôi nước bịt nhiều quá. Cái này là nước bùn đấy. Ừ, hay đi xa đấy. Cái gì ra đúng không? Không được rồi. Ui, đây có con to này anh nghe. Con cua. Con to à? Vâng. Cái số đâu rồi? Con được không? Được, được rồi. Được à? Vâng. Đây đây. Sao đâu? Sao đâu? Ôi dồi ôi. Cua lại ôi. Được rồi. Cua bé nó đấy. Được rồi. Được rồi. Con được chưa? Con được chưa nhỉ? Cái này có cua không? Chắc không có đâu mà. Cái này thì như kiểu nào? Nó thành dạng nào nào? Sao không? Ui! Cái con! Cá gì không biết đi hả? Đâu? Ừ, nó là cái này. Nó là cá này, như cá cảnh ấy. À. Ui! Ui, con lần từ tí nha, anh có anh đừng còn nhớ nha. Ừ, ok ok. Anh còn nhớ ống nhựa nha. Ừ. Ui, bật ra rồi. Ôi dồi ôi. Con to lắm. Quả này nó bật rất là nhanh cho nên là bắt được khả năng thấy được trong là phải lấy luôn luôn. Vâng. Ui, đây 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 đây. Đây đây đây. Ui, nó lại đi. Anh về đi, anh về đi. Anh về đây đi. Anh lấy lại về đây. Thì đâu? Ừ. Ui. Ui, con to, hai con to. Đã sợ mà, đã sợ mà. Cứng, cứng. Ờ. Thả phát luôn. Đúng. Ui to quá. Hai con này ấy. Ui to luôn. Ôi chỉ một con thôi, con bé thôi. Con to lắm, con là con. Lấy luôn, lấy luôn. Thấy à, nhưng mà to thì phải bắt thử với nó luôn, chúng nó không được. Tìm cua này đau lưng quá nhỉ.
Vâng. Thấy, lại thấy một con cua rồi các bác ạ. Có vẻ như là dòng suối này là cua là nhiều hơn đấy nhỉ, khe suối này. À. Nó hay cua nó hay ẩn ẩn nấp rồi. Ở một cái là cây. À. Đây con nhớ. Cái cua này. Ừ, có nó sao. Quên đi nó đây. Cua. Vâng. Cái con đi từ bên này, tí nữa đi có lắm. Cái con nhiều không? Vẻ như là trăng đêm này là rất tròn của bác ạ. Mai sẽ là một ngày mà rất là nắng nóng luôn. Cạn hết nếu vào đây là người ta vừa mới đào xong nhỉ, mới đào cái mưa xong. Cái đường đó. À. Hả? Anh đi đường này. Đây con đường à? Cá gì đây? Cá luôn, cá con luôn. Hả? Cá con luôn. Cá con luôn à? Vâng. Thì bắt xem có được không? Ôi ôi. Cũng mừng thế rồi. Ôi. Ôi giời ơi.
Nó có vẻ to nhỉ? To. Đây. Đây chỉ được một con thôi. Một số bắt được một con như này thì cũng được rồi. Kêu ông cái khe nữa, chưa có không? Ủa này cũng có cá. Ủa cá. Ủa nhiều thế đấy. Ủa nhẹ 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 thôi. Ủa chỗ này thì ủa kia lắm kìa. Lắp thành tập trạng. Xúc phát. Xúc này. Nghề thôi. Ở bên kia có đào về xúc con khác này. Giờ bên kia có đào về chứ. Rồi rồi rồi, hai con, hai con. Hai con. Đấy. Quay hạch thôi. Hả? Ở đấy, ừ. Ủa, ừ. Được không? Được. Đâu? Ừ. Ôi, con bé đấy thả đi, cho nó lớn. Con bé tí rồi thả đi. Ừ. Đây chắc bây giờ chuột cua nhiều như thế này ấy. Gì ơi? Gai à? Từ đấy nhá, em ở bên trên này xoay chính nhá. Tại vì cái đèn này bây giờ nó không sáng mấy đâu. Ở đây cũng có nhiều người bắt rồi. Đấy là những cái vết đào bới rất là nhiều này. Ừ. Ui bò thề. Có người phải đào hết rồi. Sao 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 nghe. Này chắc là cũng trẻ con mới lấy thôi này. Đây có một con là cá. Đây, con cua bé tí đây. Con này con bé quá này. Con mày, đây, con bé tí. Xem nào, xem nào. Ui, ui, có một con bé nữa. Đâu? Ui, nó vào sâu rồi. Vào sâu rồi. Thì chắc chắn là đây có con mẹ thôi. Vâng. Chắc là trong dưới hang từ cái con lá to này. Đây hầu như là những cái vết tích này là bị người khác đào lên hết rồi. Để chúng ta vừa đào một con kia còn mới tay. Trên này có cái đường nào đi không? Có. Có à? Ừ. Đây, cho cái cá. Đây, cho cái gì? Ui. Hả? Đây lên 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 con ừ.
nó vào trong luôn. Còn thấy con ở không? Xúc ra luôn. Đừng, em đừng có chần chừ thế, là nó không ở đâu. Đó. Ừ. Đây là mình có không? Này kịch đường chưa? Sắp đi đường con kia rồi. Đứng rồi. Ôi ở đây có cái cây gì đây này. Cái quả này ăn rất là ngọt các bác ạ, quả này, nếu quả nó chín đấy. Không biết là mùa này đến mùa chín nữa chưa nhỉ? Chưa đến đâu. Chưa đến đâu nhỉ? Nào, đây con quả bé tí. Nhưng mà quả to lắm. Xem bên này xem là khó không. Cái bên này có thể khó không? Số mà mới bắt đầu rồi các bác. Đấy, thành quả của mấy hôm nay là chỉ có cua là nhiều thôi, còn là cá thì có ít. Đây là gì à? Quân xem cái này còn không? Đến nó có sâu rồi. Đấy, kìa. Ôi, con to quá. Đấy, con to quá. Thôi đi về thôi. Ôi cua này, cái này đang rửa cái này tí. Xem cá nhỉ, cá xem được bao nhiêu con. Ôi cá chạch thì được tầm độ là để chờ xong một điều xong thì lại đấy nhá. Thôi đấy. Ôi thì cua thì được 1 này, 2 3 4 5 5 con cua. Ôi càng to quá. 5 con. 5 cua. Con ốc này nữa nhỉ? Và con ốc. Cá thì được là độ tầm là 5 con. Ừ. 5 con cá. Để bắt vào thôi. Ừ. Ôi. Đó, đấy. Đấy. Ôi, đi đây đâu. Ừ. Đẹp tin thì cũng hết rồi các bác ạ, thực ra là mấy anh em mới đi về. Đây, được ít thế này thì cũng có bán rồi nhờ. Vâng. Được nhiều thì... Bây giờ lấy ăn đi. Được nhiều thì mới là bó bán. Rồi chắc về đến nhà là ông bà là ngủ hết rồi nhỉ? Rửa từ đây đi luôn chứ. Hôm nay là ngày mà bán được ít nhất là con. Cua này thì để làm thế nào cua này? Đấy, xào lên. Rang xào lên rồi à? Ừ. Cho vào muối chín rồi. Ừ. Ra bây giờ là rửa đây à? Ừ. Lấy cái bát ra bóc đi. Không phải như là nó đi tay thiên này.
càng này thì to quá nhỉ. Ờ. Ôi này bò đây này. Bò đây này. Ôi bò đâu ấy? Rồi. Bò cái đèn pin đi. Rồi. Đèn pin của em không sáng đâu. Cái cua thì có vẻ như là bò đâu một con rồi. Con. À đây. Cái này là như là gạch của nó hay sao nhỉ? Ờ. À, ít quá cho nên là cũng không đem đi bán được cô bác ạ. Ít quá thì chắc là mấy anh em rang lên để mà nếm thử mùi vị cua một chút thôi. Đây cầm cho. Để cái này. Có lấy cái mang này không? Không lấy nữa. Không lấy nữa. Ờ, mang này tí đem đi cho lợn. Được. Mang này đem đi cho lợn thì rất là tuyệt vời. Lợn nó ăn xong cảm giác như kiểu là nó thân thiện hay sao các bác ạ. Được, anh phải đổ hết này vào đây nhá. Đấy cá này các bác này. À. Cá này được bé tí 4-5 con. Chị ồn ồn ăn. Ở phần ở nhà bên này thì cũng có một cái bếp củi nhỏ nhỏ các bác ạ. Bên kia hiện tại là bé Hiếu là bé đang ngủ đấy các bác. Mai thì còn đi học, thành ra là không có ra bên đấy để mà nấu nữa. Về đến nhà thì ông là đi nằm rồi. Ông với bà thì buổi tối là đi nằm rất là sớm. Mai cũng dậy rất là sớm để mà đi lấy cỏ nữa. Cái này thì một tí làm như nào để quân rang lên à? Được là mấy con cua này nhưng mà con này là càng to nhất. Chắc có vẻ như rất là cứng đấy. Cái này mà kẹp phải tay phát thì Quân này vừa nãy có bị kẹp cái nào không? Không ạ. Khi kẹp phát nó thả luôn. À. Để quấn nhóm bếp lên một chút đã không ạ? Một tí nữa thì sẽ rang sau. Để thưởng thức là thành quả của tối nay mấy anh em đi lấy. Nếu mà được nhiều thì để lại cho Quân mà là cháu được để đem đi. Được vài mấy con, không biết là bán như thế nào. Đây là phải cho rau nhiều đấy nhỉ? Ừ. Chiên cho nó giòn lên các bác ạ. Cái cơm thì mấy anh em cũng đã ăn hết rồi. Gọi là lấy nhiều một chút để về thưởng thức thôi. Đây. Đây bây giờ thì sẽ xin tiếng một chút các cô bác một tí thì khi mà đi vào thì sẽ thưởng thức thì có được cái nhìn một chút. Cái cua này thì rất là vàng và rất là thơm các bác ạ. Có thêm là ít con cá trạch nữa ở đây à. Chắc là anh em sẽ ra ngồi đây để mà thưởng thức được cô bác ạ. Ngồi về tại cái lán này luôn. Cùng ăn ăn thuốc chim nước chúng ơi. Hả? Cô mong một cân. Cũng à. Ông với lại bà thì có những chín. Ông với bà thì không còn răng nữa bác, thời gian là không có không có ăn được. Như là đây còn một lọ sữa Famy sao nhỉ, không cho ông. Đây là một lọ sữa Famy. Quân lấy lọ sữa Famy cho ông này. Cho ông một tí. Bây giờ thì xin mời các bác nhé các bác nhá. Thành quả tối nay của hai anh em cháu Lực với lại em Quân để đi bắt về. Quân. Con mời tất cả các ông bà cho anh chị cùng con ăn cua. Thử làm con cá chạch trước rồi. Thơm quá của bác ạ này. Thơm quá các bác ạ. Cá ở suối thì ăn là rất là ngọt. Có bát ông để dành mấy con cá trạch cho bé Hiếu này. lấy bát về dành cá trạch cho bé Hiếu. Anh em mình đang khỏe hơn thì sẽ ăn cua. Thịt mẹ, thịt gà chứ. Dành cho bé Hiếu. Rất mi, thịt con này.
Này Quân thử món cá trạch đi. Vâng. Này Quân thử món cá trạch này, dành ba con cho bé Hiếu. Ba con này thì sẽ để dành cho bé Hiếu. Bà với lại ông thì sẽ ăn cái khác của bác ạ. Cứ thử một cái cá cua lớn rồi. Cua này răng phải khỏe quá. Nhưng mà rất là giòn quá. Nhai được cả vỏ ngoài luôn. Ăn là những cái vỏ cua này, vỏ tôm này thì nó có canxi á, giúp xương nó chắc khỏe hơn. Có lẽ là cho bạn em caramel một con này. Đây một tí sẽ để dành cho em caramel này. Cho em caramel là hai con đi. Hai con này thì để dành cho em quay phim. Cả buổi tối nay mấy anh em đi không các bác? Còn thịt cua rất nóng hổi. Quân này đã từng ăn bao giờ những con cua nó lớn hẳn chưa? Bằng bàn tay chưa? Rồi à? Con cua bàn tay á? À, chưa. Con cua bằng cái bàn tay của mình à? Chưa. Chưa à? Vâng, em chỉ được cua bé. Cua bé rồi à? Vâng. Cua to nhất thì bằng bao nhiêu ngón tay? Ba ngón. Ba ngón. Vâng. Ba ngón nhưng mà nó lại cua này đúng không? Vâng. Cua này nó là thuộc dạng là cua đá. Vâng. Đấy, còn như mà nếu mà Quân ăn đồ biển ấy thì là nó sẽ có cua to. Quân được ăn được những cái đồ biển không? Những cái con cua ở biển ấy. Em chưa. Chưa. Vâng. Chỉ được ăn những con cá ở biển các bác gửi đi cho thôi nhỉ. Vâng. Nào mà tháng sau mà có canh mà được các bác ủng hộ nhiều hơn thì cháu sẽ tích góp là mua một bữa hải sản đồ biển về cho các em, gọi tất cả các em cùng về thưởng thức. Hôm nay thì là một cái đêm mà bắt đầu thức phim thì cho lúc Quân đã nói rồi, nếu mà được nhiều ấy thì sẽ để cho Quân đi bán hoặc là cháu Lực sẽ mua lại, nhưng mà được ít ít thì là mấy anh em sẽ thưởng thức luôn. Còn là bây giờ thì cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở thứ sáu tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác. Chào Quân, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bạn em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Thank you.